khô mà ăn cuốn nhỏ hoài. Công việc không ạ? Tên là Bia nha. Nó công việc nó có biết gì đâu. Bia là cái gì là tên? Du khống không thích Tuấn, không thích Thuận Nguyễn, không hề, cứ hết giờ là đi qua đây. BB Trần thích luôn Tuấn Trần, vậy mới có số phu thê. Cái trợ lý BB Trần cũng mê Thuận Nguyễn luôn. Cả sao biết là mê Thuận Nguyễn? Chiều dễ thương, chiều hiền. Đây là những sự thật. Chiều rất là, đây là những câu thật lòng của tôi. Những câu thật lòng của tôi. Tôi đừng tận tận trái đáy lòng của tôi. Mưa đã đổ. Sao các bạn chưa đổ tụi này? À, thấy chưa? Như vậy mình nói hả? Đây là thánh tính nè. Hồi mới nãy hả? Hai triệu ghi cái status hỏi thân. Bây giờ cho một cái status mà có thính vô trong đó. Không biết. Mới nói à liền. À sao? Tôi em ơi, em ơi sao cứ mãi la cà? Hay ta... đi uống cà phê nha em. Sao vẻ quá vậy? Ok. Em ơi. Em ơi. Em ơi sao anh? Em ơi sao cứ mãi la cà? Đưa tay anh nắm. Mình là người một nhà được không? Yeah. Ok. Đá Thuận Nguyễn này cho tôi. Chiều mê Tuấn Trần nè. Ủa sao có chiều mê Tuấn Trần? Tuấn Trần lắm. Ngày đêm ăn ngủ gì cũng Tuấn Trần đó. Cả Thuận Nguyễn ngày xưa cho tôi. 90kg của đâu, mút sòn ra, nó liền fit. Trợ lý á, miên dòi. Nãy giờ nói nhỏ, nói bé. Kỳ. Thuận Nguyễn tại vì giữa hình tượng nam thần nên cười, đối xử tệ. Quay từ sáng tới khuya mới cho ăn, rồi đồ ăn là ăn hơn. Chưa ăn, chứ bây giờ chưa ăn gì luôn. Chưa ăn gì luôn. Còn, nhưng mà anh em giảm cân chứ, chiều nó lốt. Thật sự quành trở lại cái vụ mà trợ lý nguyên giòn. Thấy không? Cái chị đó đúng rồi đó. Đây. Ướn ốc lắm. Ghê. Sợ. Một người đàn bà đáng sợ nhất showbiz rồi. Đáng sợ. Thuận Nguyễn có dự án phải giảm cân một ngày là phải bắt là phải tập 5 tiếng. Mỗi lần 5, một ngày 5 lần, mỗi lần 6-7 tiếng. Hôm bữa nè Thuận Nguyễn á hả, đi quay và xem người ngày 5 lần 6-7 tiếng 2-3 tiếng. Là sao? Đó là có trợ lý của BB Trần dạy báo là mọi người biết không? Không. Hôm nay á là mình chơi một cái game show có tên gọi là Người Một Nhà. Ơ, Người Một Nhà là gì đó? Đây là cái game show rất là mới và lần đầu tiên Thuận chơi luôn. Mới nên là chưa có coi trước trên YouTube. Nhưng mà cảm giác của Thuận hôm nay Thuận chơi rất là vui nè. Rất là thoải mái và cảm giác rất là rất là enjoy luôn cái cuộc chơi này. Bởi vì có một cái anh MC rất là dễ thương và duyên dáng, đó chính là anh Duy. Và những người chơi trên mạng, trên bục này thì cái anh là phải người, những người đoán á. Đó, rất là dễ thương này, rất là dễ thương. Đặc biệt là ekip của chương trình có những người quan tâm mình hết mực luôn. Nói về bạn chơi cùng Thuận ngày hôm nay thì họ nói rồi. Nói về người khác đi. Bad is so happy. It's so cool. Nói chung là mọi người nhớ đón xem chương trình Người Một Nhà nhé. Dặn mọi người kia. Mọi người ơi, hãy đón xem chương trình Người Một Nhà lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 nha.